Ta hát thầy nghe nha. Nhìn bông hoa nghiêng giống như lòng mình còn nhiều chơi với. Sao mày hát bậy vậy Vy? Bài. Tao mới nghe mày hát bài. Nhìn bông hoa nghiêng giống như lòng mình còn nhiều chơi hồi nãy tao không phải, tao không nghe lòng. Lúc nãy tao nghe lòng luôn. Ê ẩu rồi đó, thôi anh nói vậy nha, ẩu rồi đó. Ê anh tính hỏi, anh tính làm cái khảo sát rồi nè. Mà bên bên hồi kia người ta đã làm khảo sát rồi nó nhờ anh hỏi giùm luôn á. Hỏi gì? Thì đấy là gái Việt Nam á. Thì là kiểu như là tụi em thường xem phim con heo á. Tụi em xem phim thì tụi em xem là lúc nào, giờ nào? Phim heo gì? Thì không, ý cái này cái không có gì. Anh không có lấy thông tin, anh không có lấy thông tin của người phỏng vấn, anh chỉ muốn tổng quát gọi là thông tin coi thử là thường tụi em hay coi giờ nào thôi. Đó, em hay coi giờ nào? Buổi tối. Phim heo hay coi buổi tối là em hay coi một mình hay hay là coi mấy người? Nhà em có ai đâu, coi một mình chứ. Coi một mình à? Em coi lúc nào? Em không coi. Em không coi. Không có gì, cái thẳng thắn đó giống như Vy nè, nó coi là nó có nhận nó coi à? Không, em đâu có coi phim. Hử? Em đâu có coi phim em. Thôi có gì đâu, cứ nhận đi. Em coi bình thường, em coi một mình hay là em coi hai người? Không, em mới 20 tuổi, em chưa coi, em biết coi phim em. Ảo chó sao? Em đâu coi phim em. Nó nói vậy tên không? Tại sao? Ờ thì có người yêu đâu, coi phim em chứ. Mấy tuổi cũng coi mà. Đúng rồi, phim heo mấy tuổi cũng coi mà. Ờ gì hả? Em bình thường em coi phim heo là em nhưng mà em không coi. Một lúc coi xong thì em thường làm gì? Ngủ. Em coi xong em ngủ. Hả? Buổi tối là buồn rồi thì đi ngủ. Vậy thôi. Chứ sao nữa ba? Mẹ không coi em không biết. Trong cái lúc coi, trong cái lúc coi em cảm giác em như thế nào? Cái tinh thần vui gì nữa? Vui. Có tưởng tượng gì không? Dạ chứ. Rực hả? Có rào rực không? Rào rực hả? Không rào rực. Lý do gì em lại xem phim con heo? Buồn thì coi. Buồn thì coi. Ừ. Rồi Phương, em coi từ năm lớp mấy nè? Em đâu coi đâu. Thôi mà có gì đâu, nói thiệt đi. Em có coi đâu cùng á. Vậy cứ coi như là em chưa coi, coi như là Phương nó không coi đi. Vậy em nghĩ là phim con heo thì em nghĩ là nếu mà con gái coi thì em cảm thấy làm sao? Bình thường mà. Bình thường hả? Hả? Con gái hay con trai gì coi cũng bình thường. Đúng không? Đó là điều hết sức bình thường. Đúng không? Theo em nghĩ thì em thấy phim con heo nó có nhiều người họ lại nói là phim con heo nó không có được gọi là sao ta? Nó không có được gọi là thực tế á. Coi vô là nhiều người kiểu bị xa lầy, bỏ thời gian qua coi nhiều quá mà không chịu lo đi làm. Thì tụi em thấy vậy đúng không? Không. Không đúng. Có gì đâu coi nhiều trời. Người ta coi một hai lần người ta chán chết. Ừ, bây giờ thì em theo thì em nó có nhiều tập mà. Đó, nó có nhiều tập mà. Thế là coi cũng tới luôn nhiêu đó. Thường tụi em xem phim con heo là tụi em xem phim của Nhật hay là của Mỹ, Phương? Của Mỹ. Ôi, nó coi đâu quên. Nó mới nói nó không coi. Và bây giờ thấy mình coi này của Mỹ. Em coi của Nhật hay là của Mỹ, Mỹ? Của Việt Nam. Em coi Việt Nam. Ừ, phim đó của Việt Nam mà. Em, gu của em là gu Việt. À ok, cứ tạm thời bỏ qua vậy đi. Thì theo tụi em nghĩ thì là phim con heo á thì con trai coi phù hợp hơn hay là con gái coi phù hợp hơn? Ai coi cũng được mà. Được. Ai coi cũng được. Làm gì phân biệt giới tính như vậy? Không phân biệt giới tính. Nhưng mà ngày xưa là anh thấy là hầu như là cái phim con heo đó là dành cho phụ nữ thôi. Tại sao? Thì anh không biết, nhưng mà bây giờ thì là đều như nhau rồi. Đúng không? Thì theo em là ví dụ như nếu mà một ngày nào đó nha, em đang xem phim con heo mà ba mẹ em bắt gặp thì em sẽ giải thích như thế nào? Rủ ba mẹ chơi luôn. À quên, rủ ba mẹ coi luôn. Em rủ ba mẹ coi luôn. Không sợ ba mẹ la à? Tại sao lại la? Em Phương. Em đâu coi. Hả? Không, nếu một ngày nào đó tự nhiên mà lỡ em đang coi phim con heo thì thấy bình thường mà. Rồi mẹ em bắt gặp sao? Ba mẹ em bắt gặp sao? Bình thường mà. Bình thường có gì đâu bình thường. Chứ sao? Em không giải thích gì à? Em đang xem cuộc phim heo mà của Mỹ luôn. Đang khúc cao trào. Thôi thì ghê quá đi, chứ hỏi cái gì vậy? Ủa thì sao lại thấy ghê? Sao thấy ghê? Thì ý là em giải thích sao? Ý là nếu mà em vừa có tình huống vậy thì em giải thích ba mẹ làm sao? Em không biết. Hả? Em không biết. Sao mày đỏ mặt vậy? Ủa sao mày đỏ mặt? Không có hay sao mày đỏ? Chị em không biết. Hay hỏi quá à. Ê, rồi còn một câu nữa.
Bình thường á, ví dụ như là xem phim con heo á nha, nha. Thì người ta xem á, người ta hay tưởng tượng lắm. Người ta hay tưởng tượng lắm. Thì cái lúc mà xem thì em có tưởng tượng gì không Vy? Không. Em không hề tưởng tượng gì. Tưởng tượng gì trời, tưởng tượng gì? Tưởng tượng gì? Tưởng xem thì xem, tao mắc gì tưởng tượng. Vậy là em xem mà không có tưởng tượng? Không. À vậy là nó còn có. Ủa em đâu có xem. Nó một hồi ra là có ngày nó dạ có xem là. Ủa xem xem mắc gì ngại? Có gì lẽ ra ai chờ xem. Ờ à. Rồi đâu? Không có xem, người ta nói không có xem nhưng mà bị liều. Rồi bây giờ trong phim con heo là nó sẽ có rất là nhiều nhân vật. Nó không phải là chỉ có một mình nhân vật. Ok. Đúng. Thì ví dụ như nếu mà xem phim con heo thì thường em thường xem nam hay em xem nữ? Em xem nữ. Em xem nữ à? Em đâu có xem. Rồi em xem nữ, Phương xem nữ rồi. Bây giờ em xem gì? Em đâu có xem. Em xem nam hay xem nữ? Em xem con heo. Em xem con heo? Ừ. Không, bây giờ mình đang tính cái chuyện là cốt truyện là nó có là nam và nữ thì em xem gì? Em tập trung vào nhân vật nào hơn? Thường cái xu hướng xem á. Em xem nữ. Em xem nữ à? Ừ, tại sao vậy? Đáng yêu. À rồi, ví dụ như nếu mà em xem nữ thì em xem cái bộ phận nào của người nữ? Cái mặt. Cái mặt. Để làm gì? Cái mặt nó phải làm sao thì em thì thích xem. Phải dễ thương. Cái mặt phải dễ thương. Cái biểu cảm, cái biểu cảm. Biểu cảm vui vẻ, hài hước. Ủa lúc đó mà vui vẻ hài hước hả ta? Anh nói cái gì vậy? À, đây phim phim rồi còn Vy. Sao? Em thích nhân vật nữ thì em xem cái gì? Xem cả cái phim luôn. Không ý gì mà em thích cái điểm gì ở nhân vật nữ? Điểm body. Cái body. Ừ. Như thế nào thì là em thích mẫm là xem mẫm mỉm. Mất. À, gu của Vy là thích xem phim heo mà thích nhìn nhân vật nữ và nhân vật nữ body. Đúng rồi, thì mày mẫm mỉm dễ thương chứ. Mẫm mỉm. Cái gu của em mà thích xem mẫm mỉm mút mít dễ thương. Mút mít. Chịu hồng hào. À, mút mít dễ thương. À, ok. Rồi thì cái mục tiếp cái hình ảnh rồi bây giờ đến cái âm thanh. Cái phim con heo thì bây giờ nó cũng rộng lớn rồi. Ở Việt Nam mình bây giờ thì cái hệ thống âm thanh thì nó cũng đầu tư rồi. Thì tụi em thường là xem phim con heo thì em thích là âm thanh lớn hay là âm thanh bình thường? Hay là âm thanh nhẹ nhàng hay âm thanh khốc liệt? Bình thường thôi. Âm thanh bình thường à? Ừ, dạng chi lớn quá trời. Là đeo tai nghe hay là mở loa? Cả hai đều được. À, cả hai đều được. Cũng được, mở loa cũng được luôn. À, không có gì đâu. Con bé lúc nãy nó cũng nói là nó không xem. Rồi biết. Không có nhớ bây giờ nó nói là nó rồi con Vy thì em nghe gu em như thế nào? Em mở loa bình thường. Mở loa to luôn. Ừ. Không sợ người khác nghe thấy. Có thì sao đâu. Ơ. Tại sao lại sợ người khác nghe thấy? Nó buồn cười nhỉ. Không sợ người khác nghe thấy à? Không. Rồi ok Phương anh hỏi câu cuối cùng Phương. Vậy. Cho tao hỏi câu cuối cùng đi. Ra đây ngồi. Anh tổng kết cái rồi ok bây giờ phần âm thanh rồi hình ảnh tất cả mọi thứ đã xong rồi thì hiện tại thì tụi em xem con phim heo tụi em xem được tập thứ mấy rồi em đâu xem đâu không xem rồi, phim con heo nào mà em cảm thấy cái nội dung nào mà em cảm thấy thích nhất cái gì phim con heo á cái nội dung nào mà em cảm thấy thích nhất ấy là cái phim nào gần đây nhất mà em cảm thấy thích nhất phim con heo à. Ý là em cái nội dung á, cái câu chuyện nào mà gần đây mà em cảm thấy thích nhất? Không nhớ. Không nhớ à con Phương? Không có coi. Không coi à? Ừ. Có coi không có biết. Có mấy đứa này. Để nói nha, mệt quá. Chứ anh có thích coi phim con heo không? Anh mới vừa coi luôn. Đâu? Anh vừa mới coi xong rồi anh đâu? Em xem. Bây giờ nói chung cái gu phim con heo của anh á thì nói chung thì hồi xưa là anh thích coi mấy cái phim con heo mà dạng như là nó không mặc đồ, nó đúng là kiểu con heo. Là sao chẳng? Nhưng mà bây giờ thì anh thích cái kiểu mà con heo mà con heo tên gì quên rồi, con heo bếp ba gì đó. Ba gì? Em có phim đó đó. Đúng rồi, cái con heo bếp ba, cái con heo màu hồng hồng á. Đó. Đó thì anh đang coi cái tập mà mới gần đây nhất cái kiểu cái tập mà tụi nó đi học trường mẫu giáo á. À cái tập này tụi em coi cái tập đi học trường mẫu giáo này chưa? Coi rồi. Mày coi thiệt không? Mày coi chưa? Cái này em coi rồi nè. Ủa chứ sao nãy giờ nói mày chưa coi rồi mày cứ nói là hồi rồi mày cũng kêu mày coi rồi. Em tưởng thôi mày tự là gì là nó có thêm con heo khác.
phim con heo khác là là con phim con heo, có một loại phim heo khác là gì nữa? Cái loại của Nhật, của Mỹ hả? À, đó là của Mỹ kìa. À, của Mỹ là cái phim con heo gì? À, cái phim con heo này nè. Con này là con phim con heo Việt Nam. Con này con bếp ba Việt Nam. Không là... phải, con này là nước ngoài rồi Việt Nam mình chỉ đồng tiếng thôi, không con con heo này nè, con ý em nói là con heo, em thích con heo này. Nhưng con heo này không có, nhưng mà không phải của Mỹ. Là thì sợ gì? Mày đừng có đi. Là gì nó nói tiếng nước ngoài. Sao lúc này mày kêu mày không coi, bây giờ mày coi. Thì em nãy giờ em mới nhờ em mời. Là con Vi ý là em nói là con heo này. Đúng, con heo này. Con bếp ba này. Con heo này màu hồng màu mút mát. Còn con Phương nó nói là con heo Mỹ, nó con heo nào nữa? Không biết. Mày con heo gì? Mày khai ra lên. Mày con heo gì? Má rối loạn, con heo Mỹ nữa hả ta? Để mình search, mà tao search Google thử. Phim heo Mỹ. Trời ơi. Phim heo Mỹ. Hoài đi cơ ông cô. Phim Mỹ làm tình bằng... Ê, có gì mà ẩu á? Cái gì vậy trời? Phim châu Âu, phim Mỹ đen, chim to cực hách. Sao tao search nó ra phim gì, nó không ra phim màn hình như tao từng coi. Chú mượn coi cái gì ẩu rồi đó. Phim heo Mỹ HD Bon Video Free XXX. Phim heo Mỹ đen, để tao kích vô. Để tao kích vô cái gì thế, búp bê người lớn cao cấp, review phim học sinh, phim người... Ủa là mày, ý là cái phim gì Phương mày cho? Phim hoạt hình đó đó. Phim hoạt hình đó hồi nhỏ hay coi mà. Rồi vậy để tao search thêm phim heo Mỹ hoạt hình. Hentai. Phim hoạt hình anime phụ đề hay nhất tiếng hát của mẹ bạn thân. Hoạt hình 18 cộng chị dâu cũng là cô chủ nhiệm mới của tôi. Hentai là phim hoạt hình 18 cộng đến từ đất nước có ngành công nghiệp dành cho gì, phim ấy nhau trong thư viện. Ủa sao nó ra cái gì không vậy? Biết. Vậy là tóm lại là tìm làm sao để ra cái phim đó vậy? Phim heo vết ba Mỹ. Phim gì? Heo vết ba Mỹ. Phim heo vết ba hả? Ờ. Phim heo bếp ba Mỹ. Phim heo bếp ba Mỹ đúng không? Thêm chữ Mỹ vô. Đó. Thấy chưa? Của Mỹ đó. Mỹ đó mà không tin. Kìa. Em gái bếp ba bị hai anh trai. Em gì, em gái bếp ba bị sốt được hai anh trai chăm sóc, anh trai họ chăm sóc. Là mày có phim này hả? Em có phim con heo hồng. Con heo hồng. Ôi mà đến quá. Con đó là phim heo Việt Nam mà mày cứ cho tao từ khóa, tao tìm nó không ra nè. Tao muốn thay đổi cái gu xem mà. Gì trời, má hai đứa này coi cũng lạ vậy. Không phải em nha. Em không coi gì được có hai đứa này á.